Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào những ngày cuối năm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều kế hoạch về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn tuyến địa bàn, gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19 với mục tiêu vì một cái Tết an bình cho mọi người, mọi nhà. Đêm nào cũng vậy, Cảnh sát Giao thông cửa ô Hòa Nhơn thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố luôn duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát chốt chặn tại các khu vực nơi cửa ngõ phía Tây Nam thành phố. Những trường hợp phương tiện chạy quá tốc độ, chở quá tải trọng hay vận chuyển hàng cấm đều được phát hiện và xử lý kịp thời. Nhiều người dân và hành khách cảm thấy rất an tâm khi thấy cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ. Thời điểm gần Tết đây là bao giờ cũng là cái thời điểm rất là quan trọng. Tại vì nói vậy thôi chứ công việc Tết nhất cuối năm bao giờ ai cũng có cái sự bận rộn và hối hả hơn. Đấy, cho nên là cái câu chuyện mà mình tăng cường trong cái dịp này chính là cái thời điểm mà nó rất là phù hợp và nó cần thiết. Vừa là cái câu chuyện là nhắc nhở nhưng mà cũng là điều chỉnh cái hành vi tham gia giao thông. Thì anh thấy cái điều đó là cái điều tuyệt vời. Ở thời điểm cuối năm này, khi phương tiện lưu thông đông đúc hơn bình thường, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự, công an các quận huyện đều tăng cường bố trí các tổ công tác vừa tuần tra, vừa chốt chặn xử lý các trường hợp vi phạm. Những phương tiện đậu đỗ sai thời gian quy định theo ngày chẵn lẻ cũng được tổ tuần tra xử lý qua hình thức gián tiếp. Đối với các trường hợp đậu đỗ sai vi phạm á, chúng tôi là sẽ dán thông báo, kèm theo đó chúng tôi là sẽ in hình ảnh gửi về cho chủ phương tiện. Bên cạnh đó chúng tôi sẽ gửi thông báo qua bên đăng kiểm xe để yêu cầu người chủ phương tiện tới cơ quan công an để xử lý. Bên cạnh việc tuần tra kiểm soát tại các tuyến địa bàn trọng điểm, Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ xử lý vi phạm giao thông qua hình thức phạt nguội để kịp thời phát hiện xử lý những hành vi như đi không đúng làn đường, phần đường, vượt quá tốc độ quy định. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung xử lý nghiêm các hành vi trên nhằm để mọi người dân phải nắm bắt được việc thực hiện cao điểm trong thời gian trước, trong và sau Tết là thực hiện nghiêm túc và đảm bảo quy định với một phương châm là an toàn và thông suốt. Một mùa xuân mới đang về trên mọi ngã đường. Để có những hạnh phúc trọn vẹn trong năm mới Nhâm Dần 2022, mỗi người dân cần nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Với sự vào cuộc tích cực của lực lượng cảnh sát giao thông, thành phố hứa hẹn sẽ đón một cái Tết thật bình yên và an toàn.